chúng ta sẽ làm video lip search với dòng son NARS Power Matte Lip Pigment. Và đây là một cái dòng son mà Lee tích góp để mua bằng được đủ 6 màu ở Mỹ đợt vừa rồi. Và như các bạn biết là Lee đi Mỹ hồi tháng 5, tháng 6. Và bây giờ là tháng 12 rồi. Lee không hiểu sao nhưng mà có vẻ như bạn NARS Power Matte này rất là OCD. Bạn ý đòi bằng được Lee phải có một cái setup chuẩn thì mới cho Lee được lên video. Có thể các bạn không tin nhưng mà Lee đã quay cái video lip search phải đến đây là lần thứ 3 rồi. Hy vọng là chúng ta đã không quá tang ba bận và lần này chúng ta sẽ soát thành công bạn ý nhá. Cảm nhận của Lee nó cũng rất là rõ rệt với bạn son này chứ không phải là first impression nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không để các bạn đợi lâu mà sẽ bắt đầu luôn vào với video này nhá. Và trên tay Lee hiện tại là 6 màu son khác nhau đến từ dòng NARS Power Matte Lip Pigment. Và đây là bộ son mini mà Lee đã mua được từ cả Ulta lẫn Sephora ở bên Mỹ. Lee không rõ là Việt Nam thì NARS có bán dạng mini này không, nhưng mà Lee phải rất là cố gắng mà có thể mua đủ 3 set. Và đây là các màu từ màu nude cam đến nude hồng và đến là đỏ nữa. Phải nói là Lee đã dùng rất là nhiều các loại son kem lì khác rồi, nhưng mà Lee vẫn thấy rất là ấn tượng với dòng son này. Trước khi vào phần video search của chúng ta thì Lee cũng muốn nói qua một chút ít luôn về review của Lee về bạn này. Điểm đầu tiên đấy chính là với size mini này thì cực kỳ vừa phải cho bản thân Lee, một cô nàng gọi là lipstick holder. Lee có rất là nhiều son, thế nên là một thỏi son nhỏ nhỏ như này thôi cũng đã đủ để Lee dùng rồi. Thứ hai, giá cho một bộ son đôi như này mini thì nó khoảng, Lee nhớ không nhầm là 22-28 đô gì đó thì khá là phù hợp, gần bằng một thỏi son full size mà chúng ta có thể có cả được hai màu luôn. Lee không biết là bây giờ ở Sephora hay là Ulta còn bán hay không, nhưng mà nếu các bạn có thể check thử xem là họ còn bán hay không nhá. Điểm mà Lee rất là thích với dòng son này đấy chính là tất cả các màu ở trong bảng son này đều rất là dễ dùng cho tất cả mọi người. Bản thân Lee thì là một cô nàng da không hẳn là quá trắng, nhưng mà trắng cũng vừa phải và không đến nỗi là da trung bình. Thế nên là khi mà lên trên môi của mình thì cũng rất là đẹp. Có một hai thỏi son thì nó có hơi kén người dùng một chút xíu thôi, nhưng mà còn lại là đều, tất cả thỏi son đều rất là dễ dùng. Điểm tiếp theo mà Lee thích ở dòng son này đấy chính là lên trên môi của mình rất là trắng răng, không hề bị làm cho tối màu răng hay xỉn màu răng đi. Trong 6 màu mình mua thì đều là những màu rất là dễ dùng. Lee không biết là các màu khác tại dòng son này thì lại sẽ như thế nào, nhưng với 6 màu son mà Lee có tại đây thì màu rất là chuẩn. Điểm mình thích tiếp theo ở dòng son này đấy chính là khi mà nó đã khô hẳn lên trên môi của mình rồi thì nó bám rất chặt và gần như rất là khó tẩy. Lee phải mất rất là nhiều bông để mới có thể tẩy được hết, cùng với cả chai nước tẩy trang của NYX. Nhưng mà với thỏi son này nó vẫn hơi khó một chút. Thế nên là Lee nghĩ nếu bạn dùng thỏi son này và bạn muốn tẩy môi thì các bạn phải dùng với các sản phẩm nước tẩy trang dạng mắt môi mà chúng ta lắc by for seal lên ý. Và một điểm Lee không thích lắm ở dòng son này đấy chính là các thỏi màu nhạt thì khô nhanh hơn, còn các thỏi màu đậm thì khô lâu hơn. Và Lee đã bị một cái tai nạn nho nhỏ ở đây khi mà Lee chờ thời gian nó khô với thỏi đậm bằng với thời gian nó khô của thỏi nhạt. Thế nên là khi mà Lee thử test thì nó đã bị vấy vào cái phần gấu áo, nhưng mà còn bây giờ thì không hề ra. Nhưng mà một khi đã khô thì nó sẽ không hề bị dính bẩn lên trên áo của mình. Nhưng mà thực ra thì Lee thấy nó vẫn có một tí vẫn có một tí màu, nhưng mà nó không rõ rệt bằng bạn bên này. Oh my god, tí nữa thì Lee sẽ phải đi xử lý bạn này ngay lập tức. Và đó là review chung tổng quát của Lee về dòng son này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến swatch với từng màu son một, và cũng như là review chi tiết của Lee với từng màu son một cho các bạn ngay sau đây nhé.